giải là mở. Mở gì? Mở sự mê hoặc của chúng ta. Pháp là gì? Là phát ly hết thảy vô vọng. Đây là nhập cảnh giới Phật. Nhập cảnh giới Phật là minh tâm kiến tâm. Đoạn này nói rõ về nguồn gốc của pháp giới. Pháp giới từ đầu đến cuối rốt cuộc là sao? Chúng ta phải hiểu rõ. Quả thực thế gian hiện nay rất nhiều nhà khoa học nói, dùng cái dù gãi không đúng chỗ thì hơi quá đáng. Thực tế mà nói còn thua xa. Những gì họ nói đến, biên tế đều chưa được đâu. Làm sao có thể giải quyết được? Chỉ đem lại cho thế giới càng nhiều rắc rối, càng nhiều tranh chấp. Phật nói không sai chỗ, lỗi ngu si không có trí tuệ. Đoạn văn tiếp theo dài hơn một chút, chúng ta đọc qua một lượt. Khảo thì ác báo ứng, tịnh thì hoặc tâm, thức bổ nhất tâm, di quán chân pháp. Đây là nguyên lý dạy học của Đức Phật. Cố ngã Phật pháp môn, tuy dĩ tâm đi đạo giả. Hoa nghi Đức Phật tâm như cộng họa sư, tạo chủ chủ ngũ uẩn. Nhất thiết thế gian trung, vô mất do tâm đạo. Đây là bài kệ trong Kinh Hoa Nghiêm. Bài kệ này rất nổi tiếng, cổ đức thường dẫn chứng. Người không đọc Kinh Hoa Nghiêm cũng rất nhiều người biết